thì sau cái lần thất bại đó thì cũng có nhiều bạn bình luận giống như cái bạn này, kêu là làm bánh bò thốt nốt đi. Thì hôm bữa có hai trái lận mà mình còn một trái, mà mọi người biết không, từ cái hôm mà đăng cái clip đó đến bây giờ là coi như là cũng gần một tháng rồi đó, ba tuần rồi đó. Mà khoan ngay cho ngưng chút xíu đi, từ cái lúc mà làm cái clip đó xong đến bây giờ là để một tháng rồi mới dựng cái clip, thì tổng cộng là cái clip này đã ngâm đến hai tháng rồi đó. Thì cái trái này nó nằm trong tủ lạnh bữa giờ không biết giờ làm có sao không, nhưng mà hủi vẫn còn rất là thơm luôn á. Nên là ngày hôm nay là bánh bò thốt nốt. Để làm được bánh bò thốt nốt ấy, thì tôi chuẩn bị những nguyên liệu như thế này. Khi mà tôi làm xong, nếu mà có sai cái gì thì mọi người góp ý cho tôi nha. Tại vì á, những cái công thức này là tôi góp nhặt ở trên mạng để làm thôi, nên là cũng không biết. Đây là lần đầu tiên làm, không biết có thành công hay không. Thôi làm đi, nói nhiều quá. Cái này để vô sắc thuốc uống. Ê mệt quá à. Ôi ôi, tao muốn rã hai cái nách luôn á trời. Không biết có ăn được không, mà nó đau cái khúc nách quá, nó rối loạn tiền nách quá. Trời già quá trời luôn, mà nó ra được có xíu xíu à. Thôi kệ, ráng. Chứ biết sao giờ. Thôi, cái này không ổn rồi, phải kêu viện trợ thôi. Chết mẹ, nó dằn. Còn cái này, cái nước là đem vô trong chổng nấu cơm rồi tắm rửa rồi này kia, rửa lên mặt trắng sáng da lắm đó cho nội. Đem vô trong đi, còn không chết chiếc cho tụi lành để dành uống. Uống này tốt cho da mặt lắm. Đi vô trong đây uống đi, uống vô hết cái thao đó đi, rồi trường sinh bất tử. Yeah, cũng lọc được một thao luôn nè. Đây mới chính là tinh túy của cái trái thốt nốt. Thôi là trời. Chết rồi. Hình như nhiều nước dừa quá hay sao á, không có ước lượng gì hết trơn á. Tôi bỏ đại vậy tôi cũng không biết sao mà. Hay là nó có bị nhiều lắm không ta? Sao ta thấy nó lên bền, lên bền lọc bọng vậy ta? Chơi hết nguyên trái dừa luôn. Đại đây 5 tiếng, 5 tiếng sau quay lại làm tiếp. Vậy nha. Trời đất ơi, tao nói 5 tiếng mà bây giờ 6 tiếng luôn, không có nhớ mọi người. Rồi để coi coi, cảm giác là giống như nó lên men vậy đó mọi người. Cái mùi như mùi cơm rượu vậy á. Nó nổi bong bóng lên quá trời luôn, mà cái mùi của nó rất là thơm nha. Cũng giống da ua mà cũng giống như cơm rượu gì đó. Dừa này á, là mua người ta bào sẵn rồi, nhưng mà vẫn thấy nó to quá, nên là tôi quyết định là tôi sẽ băm ra cho nó nhỏ lại nữa. Tại thấy người ta chỉ làm á, là cái dừa của người ta nó nhuyễn dữ lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ quên nữa, đợi chút xíu. Trời đất ơi, quên một chuyện quan trọng, phải có đường thốt nốt bỏ vô. Tại vì mình thấy người ta nấu bằng cái đường thốt nốt, mà cái đường kiểu nó hơi đặc đặc á mọi người. Nhưng mà tôi tìm không có ra cái đường đó, thành thử ra là tôi mua cái đường này xong tôi nấu cho nó tan ra, không biết có được không. Tôi kệ đi, thấy hai cục đi, hai cục được không ta? Hay là ba cục đi ha, ba cục cho nó ngọt ngọt đi. Không có hay ra cái nồi cháo heo nữa, trời ơi là trời. Mà nhìn thì rất là chuyên nghiệp đó, rất gì là này nọ đó.
chua. Ôi, sao cái đường nó không tan ra ta? Vì vậy ta? Hay là tại vì người ta làm đường thốt nốt kia, còn mình là cái đường này nó không tan ta? Quấy từ nãy giờ nó không không xi nhê gì hết trời. Chết mẹ rồi, có sai gì không? Rồi, bây giờ đã quấy xong rồi. Giờ mình sẽ đậy lại. Mình đợi thêm mấy tiếng ta? Không biết nữa. Hay đợi tới sáng đi, khi nào ngủ dậy làm tiếp. Chứ mệt quá. Vậy nha. Hết tập 1, hẹn qua tập 2 làm tiếp nha.